Rồi ok các bạn đã cơm đi chàng xe nó của mình tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi phần rock vắt van. Phần này tiếp tục mình sẽ đi phần mới nha. Đó là phần S-Chan nha các bạn. Rồi đây là dòng level 1 đầu tiên. Đó mình sẽ sử dụng là Thép Mai Combine Wind Depth to nha các bạn. Đó dòng này mình sẽ tiếp tục sử dụng là trang phục là U Body Custom nha. Đó bây giờ mình sẽ đợi cho cậu bé Simi đỏ này xuống dưới cái dịch chuyển này nha các bạn. Đó do dòng này mình không thể đi thẳng lên được nha, là bị phát hiện ngay. Rồi, cái tiếp bây giờ mình sẽ lên trên này. Đó, mình sẽ lên trên này nha. Sau đó mình sẽ chạy lên, mình sẽ mở cái cánh cổng nó ra. Đó, nó những bộ lít trọng mà chạy vô. Đó, rồi mình đứng đây mình đợi cho ông tới cánh cửa và dính dịch chuyển. Đó, sau đó chúng ta mới đi lên trên kia được nha các bạn. Rồi, vậy thế là chúng ta đã dịch chuyển thành công, hai nhân vật. Ok, giờ chúng ta sẽ đi lên trên này nha. Rồi chúng ta sẽ lấy mấy cái vàng ngoài đây trước. Đó vô trong này nha. Vô trong này có hai con đót. Chúng ta sẽ dịch chuyển hai con đót này luôn các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ xuống đây lấy hết vàng trong phòng này nha. Đó chúng ta có được một cái khay. Rồi để chúng mình lấy, chúng ta sẽ qua kia mở cổng bên kia. Rồi sau đó chúng ta sẽ lên trên này. Đó chúng ta sẽ dịch chuyển hai con đót này luôn nha. Ok thúc nó một cái. Rồi nó sẽ chạy vô cái dịch chuyển các bạn. Rồi thúc luôn cái này luôn, nó tự động nó đi ra ngoài luôn các bạn. Đó tức là chúng ta đã dịch chuyển thành công hai con đốt này. Bây giờ là chúng ta sẽ đi xuống dưới đây nha. Đó dưới đây có một ông bolit dày nha các bạn. Rồi một ông bolit dày thì chúng ta sẽ dịch chuyển bolit dày này luôn. Ok chúng ta sẽ đi vô. Chúng ta sẽ lên trên này nha. Rồi tiếp tục lên trên này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ dịch chuyển con bolit dày nha các bạn. Rồi chúng đi qua chúng ta sẽ đặt xét ngang chỗ ngang cái bụi cỏ kia. Đó bụi cỏ kia chúng ta núp được nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để ông quay qua thôi. Rồi thế là chúng ta đã dịch chuyển con bolit dày này thành công nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc phần bình luận tại đây. Đó mong các bạn luôn xem ủng hộ cái pin chân channel của mình nha. Ok thank you bạn, thank you so much. We'll be right back.
Thank you.